Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 2 tháng 9 và cũng là ngày lễ. Ở Việt Nam thì chắc quý vị khán giả đang nghỉ lễ đón ngày Quốc khánh Việt Nam. Còn ở Mỹ đây thì cũng là ngày lễ, ngày Labor Day. Và kính chúc quý vị dù ở Việt Nam hay ở Mỹ hay là ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này đều cảm thấy có một ngày lễ hoặc là một ngày rất là thư thái, rất là bình an. Và trong cái không khí ngày lễ đó đó thưa quý vị, chúng tôi đọc được một số những cái thông tin. Ví dụ như ở Việt Nam nè, thì người dân người ta bắt đầu là ngày lễ người ta làm gì? Người ta đi về quê của mình. Và nó mới xảy ra những cái chuyện là người dân mà đi bằng xe máy đó, người ta đổ từ các cái thành phố lớn đổ về miền Tây đi bằng xe máy. Thì đến hẹn lại lên, công an tỉnh Long An lại tổ chức dàn dựng một cái màn gọi là tặng nước suối cho người đi đường. Trên cái đường mà chạy về quê thì họ sẽ được công an chặn lại rồi phát cho những chai nước suối khi đi ngang qua tỉnh Long An. Và loạt ảnh do báo Công an Nhân dân đăng tải, quý vị đang thấy đó, người ta nói là đây là một cử chỉ đẹp, yes, yes and yes. Nhưng mà nó trông có một cái gì đó đó, quý vị không biết có để ý không, là nó có vẻ như là được dàn dựng. Khi mà cả người dân thì cười thì ít, nhưng mà công an viên thì tự nhìn rất là hân hoan, rất là phấn khởi. Thì theo bản tin của báo Công an Nhân dân, họ nói là việc chặn những người đi xe gắn máy để mà tặng nước suối và kẹo là việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ huyện Bến Lức, tỉnh Long An trong những dịp nghỉ lễ kéo dài, nhằm giúp người dân có tinh thần thật tốt để chạy xe an toàn. Quý vị biết là Long An là cửa ngõ để mà người dân ở các tỉnh miền Tây đều phải đi qua trên đường đến hoặc là về từ Sài Gòn. Thì cho nên là công an của tỉnh Long An đó mới nghĩ ra một cái gọi là nghĩa cử như thế này. Và điều đáng nói là trên mạng xã hội thì không phải ai cũng có cái cảm nhận tương tự như là những tờ báo Công an Nhân dân viết. Cụ thể là trên mạng xã hội đó, người ta nói rằng á, là cái hình ảnh mà các quý vị công an mà tặng nước suối cho người dân như thế này nè, nó khác hoàn toàn với những cái hình ảnh lan truyền về chuyện những nhóm công an viên ở tỉnh Long An chặn đường để phạt vạ, để vòi tiền, thậm chí là vòi tiền những chiếc xe tải chở hàng hay là những chiếc xe khách hay là những người dân mà trên đường về quê để nghỉ lễ, nghỉ Tết đó. Trang Facebook Dân Long An hôm ngày 1 tháng 9 cũng đăng lại cái bộ ảnh tuyên truyền như thế này, nhưng mà họ có những cái bình luận, người dân nhào vô người ta bình luận trái chiều. Ví dụ như một Facebooker có tên là Cường Nguyễn có nói này, phát nước thì ít mà bắt chẹt, bắt phạt thì nhiều nghen. Rồi đó là một trong những cái ý kiến mà người ta không phải là người dân nào cũng cảm nhận được rõ. Có vẻ, có lẽ là một phần là vì những cái tì vết, những người công an người ta chặn đường rồi người ta cũng đòi hỏi yêu sách là có 300 lạng thì việc này mới xong. Kiểu kiểu như là có xì ra tiền thì mới cho qua. Hay là những hình ảnh công an người ta cầm những cái dùi cui đó thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ cái câu chuyện là có một cái gia đình chở em nhỏ chạy ngang qua cái chốt chặn và bị công an quơ cái dùi cui đó và trúng mặt em bé và chảy máu mũi. Những cái câu chuyện như thế này nè, có lẽ là nó động lại cái ấn tượng của người dân. Cho nên bây giờ dù cho nhìn thấy những hình ảnh công an đứng ở những cái chốt chặn và phát nước suối miễn phí như thế này, không phải người dân nào người ta cũng cảm nhận giống như những cái hình ảnh mà họ cho là tuyên truyền như vậy. Trước giờ có rất nhiều những cái bộ ảnh, những cái phóng sự kiểu tuyên truyền như thế này, nào là công an ở nhiều địa phương tặng nước suối cho người dân nha, để về quê nha, rồi công an chở thí sinh ngủ quên đi đến điểm thi nha, rồi công an dẫn người cao niên qua đường nè, rồi công an trợ giúp tiền và bữa ăn cho những người mất việc đi bộ về quê. Rất nhiều những cái câu chuyện mà gọi là câu chuyện đẹp, nhưng không phải người dân nào cũng cảm nhận như vậy. Bởi vì có một số những cái bộ phóng sự ảnh đó thưa quý vị, người ta đã hớ hên để cho thấy là trên cái tấm ảnh đó lộ một vài cái ống kính của phóng viên báo khác cũng đang đứng gọi như là có cố gắng để có những cái bộ shot, những cái góc ảnh đẹp. Thì đó là cái câu chuyện mà trước giờ vẫn thường xảy ra ở Việt Nam, coi như là dàn dựng đội hình đó. Nhưng mà rất tiếc một cái hình ảnh đẹp, theo báo Công an Nhân dân cho là hình ảnh đẹp, nhưng mà người dân không phải ai cũng nghĩ như vậy. Và đó là câu chuyện của đầu tiên để mở đầu bản tin ngày hôm nay về chuyện nhân dịp người Việt Nam cũng đang nghỉ lễ. Và một cái câu chuyện nữa mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị liên quan ở Đức. Khi mà cơ quan công lực liên bang của Đức vừa mới yêu cầu một cái mạng xã hội có tên là Gap, một mạng xã hội có tên là Gap, phải cung cấp tất cả những thông tin
liên quan đến một người dùng ở trên mạng xã hội này, vì đã có một cái hành động là bán bổ khi mà bình luận chê bai ngoại hình của một chính trị gia Đức có tên là Ricarda Lang, là một lãnh đạo ở một đảng về môi trường của Đức đó. Và người dùng mạng xã hội này đã bình luận cho rằng là cái cô này là một chính trị gia mà quá mập. Chính vì vậy cho nên là cơ quan công lực của Đức đó, đã yêu cầu mạng xã hội là phải cung cấp nào là địa chỉ ID nè, họ tên, quê quán, năm sinh, ngày sinh ở đâu, số điện thoại và tất cả những cái gì mà cái người dùng mạng xã hội này đã có được. Nhưng mà mạng xã hội Gap này thì họ không chịu, thưa quý vị. Họ nói là còn khuya nha Diễm. Bởi vì sao? Họ nói là họ sẽ cứng rắn để bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của người dùng của họ. Mắc cái mớ gì mà người dùng, người ta bình luận, người ta nói gì thì kệ người ta, chứ tại sao mà bình luận một chính trị gia mà ngoại hình mập mà cũng là bị công an làm phiền hay là bị giới công lực làm phiền. Thì đó là quan điểm của CEO, của lãnh đạo mạng Gap, một cái mạng xã hội bên Đức, thưa quý vị. Nhưng mà ở bên Đức á, thì họ vốn nổi tiếng ở bên xứ châu Âu á, là đây là một trong những nước mà có cái luật rất là nghiêm ngặt khi mà chống lại những cái tội mà phỉ báng nè, những cái tội mà kích động nè, hay là có những cái chuyện mà sách động về bạo lực, hay là những cái thông tin giả. Và những cái đạo luật này họ được hình sự hóa và ra đời từ năm 2017. Và có lẽ là trong suốt, đặc biệt trong suốt cái thời gian gần đây, quý vị thấy là ở châu Âu á, nổi lên những cái diễn tiến rất là phức tạp khi mà những cái vụ đâm chém xảy ra trên đường phố, ở Pháp cũng vậy, ở Đức cũng vậy. Cho nên bây giờ người ta siết lại rất nhiều. Một là những cái hoạt động di dân bất hợp pháp, và hai là những cái hoạt động ở trên mạng xã hội. Người ta cho là bất kỳ cái gì trên mạng xã hội chỉ cần như một cái que diêm thôi, nhưng mà nó chỉ cần quẹt lên một cái đốm lửa nhỏ mà nó cũng có thể tạo thành những cái đám cháy lớn và thổi bùng lên những cái mâu thuẫn, những cái bạo động vốn đã có được âm ỉ trong lòng xã hội của phương Tây. Nhưng mà để mà một cái bình luận mà cho là một chính trị gia chỉ vì là ngoại hình quá mập mà người dùng mạng xã hội bị điều tra về hình sự á, thì e rằng cái câu chuyện này nó cũng là hơi quá. Cho nên là mạng Gap người ta nói là người ta từ chối, mà không biết có từ chối được hay không, nhưng mà rõ ràng đây là một cái hành động vô cuộc của cơ quan công lực liên bang của Đức, thưa quý vị. Thế mới thấy là ở Mỹ, quý vị giờ trở lại với Mỹ, quý vị thấy là ở Mỹ sướng không? Khán giả ở Mỹ, người dân ở Mỹ coi như là chửi tổng thống coi như là lu bù luôn, chửi đủ thứ chuyện hết, thậm chí là ghép những cái hình ảnh. Hoàng Vy nhớ như in nè, những cái năm 2020 mới bắt đầu cuộc bầu cử, những cái hình ảnh coi như là tận cùng của sự mà thô tục nhất, ghép ảnh của ông Biden, rồi những cái câu mà chửi như là lăng mạ một cách khủng khiếp. Đó, rồi đến cái cuộc bầu cử này cũng vậy. Rồi ngay cựu Tổng thống Trump cũng bị chỉ trích và dùng những cái từ ngữ rất là xấu xí, mà người ta vẫn, người dùng và công dân Mỹ vẫn một cách thoải mái, thưa quý vị, không hề bị dịnh gì hết. Có lẽ là đó cũng là một trong những cái điểm gọi là tự do ngôn luận của Mỹ, nhưng mà nó cũng có phần là nó hơi đi quá trớn. Nó tạo thành một cái văn hóa chính trị của Mỹ, tha hồ nói, thưa quý vị. Và không chỉ đối với những cái cử tri, đối với những người dân Mỹ và đối với những fan hâm mộ MAGA hay là hâm mộ bên phía đảng Dân Chủ, mà chính những chính trị gia, thưa quý vị, cũng là những cái nơi mà xuất phát ra những cái ngôn ngữ mà người ta nói nó đôi khi nó strong quá, nó tạo thành cái nền văn hóa chính trị của Mỹ mà đôi khi nó lạ lùng lắm. Và nếu mà khi mà nhắc về chính trị gia mà có những cái phát ngôn lạ lùng, chắc chắn quý vị không thể không nghĩ đến cựu Tổng thống Donald Trump. Chính ông Trump thừa nhận mà, hôm cuối tuần rồi á, khi mà ông đi rally vận động tranh cử ở Pennsylvania, ông có thừa nhận thú thật một điều rằng á, là chính bà xã đại nhân, là đệ nhất, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, cũng từng góp ý là ông Trump á, không có nên dùng những cái ngôn ngữ thô tục. Ông nên là dùng những cái ngôn ngữ mà nó lịch sự chút để mà chỉ trích đối thủ chính trị của mình. Ông Trump nói điều này ngay tại Pennsylvania vào tuần vừa rồi, thưa quý vị. Nhưng mà ông nói tiếp, điều đó thiệt là khó à nghe. Quý vị biết đó, có một số những cái từ không thể thay thế. Tôi đã thử nhưng mà không có được. Và bây giờ ông tiếp tục và ông cho là những cái ngôn ngữ mà hiện nay ông đang dùng đối với đối thủ chính trị của mình là một người nữ và là một đối thủ chính trị lớn nhất hiện nay của ông,
là bà Kamala Harris. Ông dùng rất nhiều những cái từ, ví dụ như quý vị thấy đó, bình phẩm về cái màu da, bình phẩm về giới tính, và thậm chí nó là cái ngưỡng cuối cùng á. Hoàng Vy nghĩ đối với cái standard đó là cái ngưỡng cuối cùng á. Vào cái tuần vừa rồi, đỉnh điểm nhất, ông Trump đã dùng một cái từ rất là xấu xí cho bà Harris, từ blow job, thưa quý vị. Và ông nói là bà Harris, bà Hillary Clinton, đây là cái nghề của nàng nè. Thì người ta cho rằng có lẽ đây là cái ngưỡng chưa, hay là sẽ còn có thể vượt ngưỡng nữa. Nhưng mà nó đã hình thành, có phải vậy không? Hình thành nên một cái văn hóa chính trị trong nước Mỹ. Là chỉ vì những yếu tố về chính trị, chỉ vì tranh cử, chỉ vì chiếc ghế tổng thống, chỉ vì một chiếc ghế trong quốc hội, mà người ta sẵn sàng dùng những cái từ ngữ mà xấu xí nhất để mạt sát lẫn nhau. Nào là bà Harris điên khùng, bà Harris ngu ngốc, bà Harris mất trí, bà không có sự thông minh. Cho nên đó là lý do mà cựu đệ nhất, đây là tấm hình này nè thưa quý vị, vào tuần vừa rồi, cựu tổng thống Trump đã post một tấm hình này lên trên mạng xã hội. Và ở dưới cái dòng caption đó, quý vị thấy là nói rằng hai người nữ này nè đã sử dụng cái blow job để mà rồi tiến thân đi lên. Và cả hai đã có hai cái ngã rẽ về cái sự nghiệp hoàn toàn rất là khác nhau. Do nên đó là lý do mà cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã khuyên ông nhà của mình là hãy sử dụng cái phép lịch sự và đừng có dùng những cái ngôn ngữ thô tục. Và cựu tổng thống đã thú nhận điều đó vào cuối tuần vừa qua. Nhưng ông nói là ông không thể. Rồi các cái ban bệ tranh cử của ông cũng nài nỉ xin tổng thống hãy đừng có tấn công cá nhân. Ông nói ông không thể. Bởi vì ông giận, ông cho rằng là đối thủ đang cày nát đất nước này. Cho nên là ông phải làm như vậy. Nhưng chắc có lẽ ông cũng không có nói ra một cái điều rằng trong thâm tâm ông cảm thấy không có comfortable. Ông cảm thấy giận vì những cái bản thăm dò gần đây. Những cái bản thăm dò gần đây cho thấy là bà Harris đã dẫn trước ông ở thậm chí là ở 5 hoặc là 6 trên 7 tiểu bang chiến trường quan trọng. Và cái khí thế của bên phía đảng Dân Chủ đang lên là có thật. Mặc dù ngày Chủ nhật ngày hôm qua đó thưa quý vị, giám đốc tranh cử của bên phía bà Harris, mặc dù những cái bản thăm dò như vậy, họ vẫn nói rằng là họ đang đấu ở cái thế là yếu hơn, kèo dưới. Cho nên một lần nữa họ vẫn phải work very hard. Không ai có thể nói trước cái cuộc bầu cử này như thế nào. Chỉ có thể nói một điều rằng cái cuộc bầu cử này nó vừa kịch tính nhưng mà nó cũng rất là xấu xí. Một trong những nhà truyền giáo bảo thủ nổi tiếng ở Mỹ và là một người phải nói là vô cùng ủng hộ cựu tổng thống và mong là ông Trump chiến thắng vào tháng 11 năm nay là ông Franklin Graham. Ông cũng nói đã viết một cái lá thư đầy cái sự mà chân tình và tha thiết và khuyên cựu tổng thống là đừng có dùng những ngôn từ mà quá xấu xí tục tiểu nữa. Tuy nhiên, một lần nữa, ông Trump đã chính thức thừa nhận ông thể làm điều đó. Bởi vì ông tức giận vì những gì mà bên phía cánh tả đã gây ra cho chính ông và gây ra cho đất nước. Đó là một lời giải thích của cựu tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Và nhân nói về cái sự ủng hộ của cử tri, thì ngay tại vùng Lido Sài Gòn đây, vào ngày hôm Chủ nhật ngày hôm qua đó, đã diễn ra một cái cuộc tuần hành của tổ chức có tên là MAGA Asian, là MAGA châu Á gốc Á đó, tuần hành để mà bày tỏ cái sự ủng hộ đối với cựu tổng thống Donald Trump. Và đây là cái cuộc tuần hành đầu tiên do nhóm MAGA Asian này tổ chức ngay trong vùng Lido Sài Gòn này đây thưa quý vị. Và có rất nhiều cử tri gốc Việt đến cái khu chợ ABC cách đây không có xa. Và có khoảng mười mấy xe đậu trước ngân hàng Bank of America. Và quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đó. Thì người ta đếm có khoảng chừng 30 MAGA gốc Việt đã cầm biểu ngữ nè, rồi cầm cờ nè, cầm cờ MAGA nè. Thậm chí là còn có một số những MAGA còn dán lên trên chiếc xe hơi của mình á. Cái tấm hình ông Trump giơ cái nắm đấm trong cái lúc mà bị ám sát hụt ngày 13 tháng 7. Rồi những cái câu slogan như là người Việt Nam ủng hộ ông Trump và Vance. Thì đó, đây là một số những cái tấm ảnh đây thưa quý vị. Nhưng nói về cái chuyện ám sát hụt á, chính ông J.D. Vance bây giờ gần đây á, người ta nhìn thấy á, là khi mà đi tranh cử á, J.D. Vance giới thiệu ông Trump bước ra sân khấu nhá, là giới thiệu như thế này nè. Họ đã tìm cách ám sát cựu tổng thống Trump, nhưng ông ấy đã vượt qua. Thì ông Trump có nói rằng là ông vượt qua cái chuyện ám sát hụt đó là vì nhờ có Chúa bên cạnh và che chở, quý vị có biết rồi. Nhưng cái điểm mà người ta bắt đầu để ý là J.D. Vance đã giới thiệu ông Trump là họ đã tìm cách giết chết ông ấy nhưng mà không thể. Họ là ai?
FBI và các cơ quan công lực và sở mật vụ đã xác định được là một thanh niên chưa ngoài 20 tuổi đã có cái ý định là ám sát ông Trump. Mà chẳng những vậy, mà còn cả những chính trị gia khác ở bên phía đảng Dân Chủ cũng vậy nữa. Rồi trước nhà của nghi can đã từng dựng lên những tấm bảng mà MAGA. Những câu chuyện này quý vị đã biết rồi. Nhưng mà J.D. Vance đã giới thiệu ông Trump là họ đã cố gắng muốn ám sát ông Trump nhưng mà không thể. Ý ám chỉ là có một cái thế lực nào đó, một cái thế lực nào đứng đằng sau đó đã cố gắng muốn giết chết cựu Tổng thống Trump. Thì đó là câu chuyện về trở lại vùng Little Sài Gòn và nhóm MAGA người Việt. Vào hôm cuối tuần, họ đã tổ chức một cuộc tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ. Họ lái xe đi từ chợ ABC rồi quẹo qua đường Bosa, rồi Brookes, rồi quẹo về Fountain Valley, rồi đi ra hướng Huntington Beach để mà cố gắng họ cho rằng đây là một cái hoạt động để nhằm kêu gọi thêm, thu hút thêm sự ủng hộ của người Mỹ gốc Việt, MAGA Việt đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và ở cuối phần 1 chúng tôi có thưa về một hoạt động chính trị diễn ra ngay vùng Little Sài Gòn đây là MAGA Việt đã tổ chức một cái cuộc tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Trong cái cuộc tuần hành ngày hôm Chủ nhật đó thì có một số những người MAGA gốc Việt đó đã bày tỏ ý kiến. Ví dụ như có người thì nói rằng là họ muốn ông Trump phải chiến thắng. Là bởi vì chỉ có ông Trump chiến thắng thì những cái cuộc mà xung đột trên thế giới hiện nay mới có thể chấm dứt được. Nhưng mà chắc là bác MAGA gốc Việt đó vào ngày hôm Chủ nhật, cũng ngày hôm Chủ nhật, không có đọc một cái bài báo đưa ra cái tuyên bố của Điện Kremlin. Điện Kremlin đến thời điểm này đã thẳng thừng bác bỏ cái quan điểm cho rằng nếu mà ông Trump ngồi trong tòa Bạch Ốc thì cái xung đột Nga và Ukraine chỉ có thể chấm dứt trong vòng một nốt nhạc mà thôi, trong vòng 24 tiếng. Đó là ngôn ngữ của ông Trump. Còn một nốt nhạc là ngôn ngữ của chúng tôi. Và họ cho Điện Kremlin nói rằng là bây giờ không có bất kỳ ai có thể giải quyết được cái mâu thuẫn như thế này nữa. Rồi một MAGA gốc Việt khác có nói rằng là muốn bầu cho ông Trump là bởi vì cái chính phủ đương nhiệm này nè, chính phủ của Biden á, trong suốt 3 năm hơn qua không có làm được cái chuyện gì có ích cho đất nước hết á. Họ quá quải và họ muốn ông Trump lên để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Có lẽ là bác MAGA đó đã không có nhắc đến một cái chuyện là ông Biden sau cái cuộc đại dịch COVID-19 rồi đến chiến tranh Nga và Ukraine, nó gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và cái lạm phát nó đã tấn công không chỉ nền kinh tế của nước Mỹ mà các nơi trên thế giới. Nó có hai cái thông tin ngày hôm nay Hoàng Vy đọc được nè thưa quý vị. Người ta khảo sát là các cái nước mà trong khối G7 là những nền nước có nền công nghiệp phát triển nhất trên thế giới thì Đức và một số nước châu Âu hiện nay đời sống của người dân khá là thấp, cũng bởi vì cái cuộc tấn công bởi lạm phát như thế này. Rồi ở Trung Quốc á, đang có đại dịch về cái chuyện là công nhân thất nghiệp hàng dài luôn. Và bây giờ những người cử nhân thạc sĩ, người ta phải cầm những cái tấm bằng đó đi về quê làm ruộng hoặc đi làm livestream để có thêm thu nhập. Ở Mỹ thì đang có cái chuyện lạm phát, nhưng ở Trung Quốc á, thì đang có cái chuyện giảm phát bởi vì người Trung Quốc người ta không dám xài tiền. Đó là một trong những cái thông tin về cái cuộc nền kinh tế của nước Mỹ. Bên cạnh đó, lạm phát đã kéo xuống còn dưới 3 chấm thưa quý vị. Và ngân hàng trung ương là Fed đó đang cân nhắc chẳng những có thể là giảm lãi suất một lần mà những 3 lần từ đây cho đến cuối năm. Tuy nhiên, đó nó chưa xảy ra cho nên chúng ta không tính đến. Nhưng mà chắc là những cái bác MAGA trong cái cuộc tuần hành ngày hôm qua khi mà chỉ trích chính phủ đương nhiệm đã không nhắc tới rằng là ông Biden lên á, ông tạo ra thêm được 2.7 triệu việc làm đã mất trong cái đại dịch COVID-19. Ngoài ra có thêm 6 triệu việc làm mới bổ sung vào thị trường lao động thưa quý vị. Rồi có một bác MAGA khác đã nói trong cái cuộc tuần hành rằng là họ tìm cách họ hãm hại ông Trump nhiều lắm. Họ truy tố tùm lum hết á. Họ truy tố đủ thứ hết á để ngăn không cho cựu tổng thống trở lại tòa Bạch Ốc. Nhưng chắc có lẽ bác MAGA đó đã không chỉ ra được là tội danh nào mà truy tố ông Trump mà cho rằng đó là vô lý.
Bởi vì ông Trump đang vướng vô rất nhiều những cái vấn đề về pháp lý khác nhau. Và ngày hôm nay nữa, chúng tôi đọc thấy trên Truth Social, quý vị biết là cựu Tổng thống Trump, đúng là cái bác MAGA Lido Sài Gòn đã vang vọng, đã echo những cái gì mà ông Trump hay tố cáo. Ông cho là những cái chuyện mà truy tố ông đó là do chính phủ Biden và Harris đứng đằng sau để mà giật dây những cái vụ truy tố như thế này. Chính Biden và Harris, thưa quý vị, mặc dù cũng ngày Chủ nhật hôm qua, chính ký giả ở trên Fox News nha, là ông Jonathan Turley, là chuyên gia bình luận và phân tích những khía cạnh pháp lý và chính trị của nước Mỹ. Ông này nói là tôi không thấy có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy bà Harris và ông Biden đứng đằng sau những cái vụ truy tố đối với cựu Tổng thống Donald Trump như thế này. Nhưng mà mới nhất á, thì ông Trump đã tạo một cái sợi dây liên kết, ông buộc lại giữa cái việc mà ông bị truy tố rắc rối về pháp lý với cái chuyện là những gì đang xảy ra ở Trung Đông hiện nay, thưa quý vị. Quý vị biết là vào cuối tuần vừa rồi nè, cả thế giới, nói chung ở Israel, người dân người ta đổ xô, người ta tuần hành, người ta biểu tình khủng khiếp, cả chục ngàn người đó. Rồi ở Mỹ đây, ông đương kim Tổng thống Biden cũng sất bất sang bang và ông nói ông chịu không nổi nữa. Và Do Thái đã làm không đủ để bảo vệ những con tin, bởi vì họ tìm thấy là có 6 con tin đã bị chết ở trong đường hầm do Hamas giết chết. Bây giờ ông Biden cũng đang cố gắng đề nghị một cái giải pháp cuối cùng, một cái lệnh ngừng bắn cuối cùng. Có rất nhiều kế hoạch đã đưa ra, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào hết. Thì ngày hôm nay chính thức đương kim Tổng thống nói rằng là ông Thủ tướng Netanyahu đã làm không có đủ, thiện chí không có đủ để mà đạt được cái sự thỏa thuận ngừng bắn này. Và nó đỉnh điểm, cái chết của những người con tin đã thổi bùng lên cái sự giận dữ của thế giới và của cả người dân của Israel, thưa quý vị. Nhưng mà cựu Tổng thống Donald Trump, chỉ một ngày sau khi có tin tức là 6 con tin đã bị chết ở trong đường hầm như vậy, ông đã liên kết cái chết của những con tin này với lại cái việc mà ông bị truy tố. Việc ông bị truy tố với lại cái chết của những con tin. Tại sao? Bằng cách nào? Ông nói như thế này nè. Những cái người con tin Mỹ mà bị giết chết bởi phiến quân Hamas, đó là vì sao? Là vì nước Mỹ hiện nay thiếu một cái sự lãnh đạo mạnh mẽ và sáng suốt. Nước Mỹ không có. Và make no mistake, đừng có bất kỳ một cái nhầm lẫn nào nha. Những cái chuyện này nó đang xảy ra đó là vì đồng chí Cộng sản Kamala Harris cũng như là Joe Biden tham nhũng đang dẫn dắt nước Mỹ và làm những cái lãnh đạo rất là tệ lậu. Họ, máu đang vấy vào tay họ đó. They have blood on their hands. Ông đổ trách nhiệm cho những cái chết của công dân Mỹ, con tin Mỹ ở Hamas đó, ở Gaza đó, là nằm vào trách nhiệm vào của ông Biden và Harris. Và tận cùng hơn, ông Donald Trump liên kết chính vì ông đang bị truy tố như thế này và họ đang cản trở ông trở lại tòa Bạch Ốc để giải quyết những cái xung đột ở Trung Đông và ở Ukraine. Đó là lý do mà ông Trump đã kết nối những cái chết của con tin với lại cái việc ông bị truy tố. Thì như chúng tôi nói, chính những ký giả mà phân tích về khía cạnh pháp lý ở Fox News như ông Jonathan Turley, ông nói là tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy là Biden và Harris đứng đằng sau những cái vụ truy tố. Cứ cho là liên bang đi, Bộ Tư pháp thông qua ông công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố ông Trump ở mức độ liên bang, thì ông Trump còn cho rằng đây là do chính phủ liên bang đương nhiệm đứng đằng sau giật dây. Nhưng mà còn những cái vụ truy tố tiểu bang thì sao? Liên bang không thể nào can dự vào những cái hoạt động truy tố của tiểu bang như là ở Georgia chẳng hạn, như là ở Manhattan chẳng hạn, thưa quý vị. Thì đó là về cái rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump. Và những cái tin tức về chính trị thôi tạm thời gác qua một bên, giờ đến một cái tin tức về đời sống, thưa quý vị. Nếu mà quý vị khán giả là những người mà có cái membership ở Costco hay đi mua sắm ở Costco, thì quý vị thấy là gần đây nó có một số những cái thay đổi nhỏ. Ví dụ như là trước khi bước vào Costco thì quý vị phải chẳng những là show cái thẻ thành viên của mình, mà quý vị phải quét qua một cái máy quét để rồi cái người nhân viên đứng ngay cổng á, người ta nhìn thấy đúng là khuôn mặt của mình thì người ta mới cho qua. Còn nếu mà không phải á, thì người ta sẽ dịnh lại. Vì sao mà Costco phải thực hiện cái bước này?
Bởi vì họ nói là có rất là nhiều người á đã coi như là đi thẳng vô trong luôn mà không có đóng phí thành viên. Phí thành viên của Costco một năm á, tùy theo cái mức giá có thể là 60 đô la Mỹ hoặc là 120 đô la Mỹ. Nhưng mà rất nhiều người đã share cái membership này, share cái thẻ thành viên thưa quý vị. Thậm chí là không có thẻ là khơi khơi lồng lộng là đi vô trong luôn. Và vì vậy nhiều thành viên của Costco là khách hàng. Và cả cái khu chợ mà chuyên bán sỉ như thế này, họ nói là nó không công bằng, cho nên là họ phải siết lại cái thẻ thành viên, không có được chia nhau xài vô tội vạ, và đặc biệt đặt cái máy quét trước cổng. Nhưng mà cái chuyện này á, đối với một số người thì người ta cho nó đơn giản, chỉ cần qua cầm thẻ thay vì đưa lên giày cho cái người soát, thì bây giờ mình chỉ cần quét qua cái máy, kêu cái tách một cái đi vô là xong rồi. Nhưng mà quý vị biết không, ở nước Mỹ này nè, cái chuyện gì cũng có thể thổi bùng lên và là vấn đề để cho người Mỹ người ta than vãn hết. Quý vị, trước khi Hoàng Vy đi tiếp, quý vị nhớ cái câu chuyện mà hồi đại dịch Covid-19 á, chỉ một cái yêu cầu nhỏ thôi, bây giờ đi ra chốn công cộng, làm ơn đeo cái mask lại, chẳng những là bảo vệ sức khỏe cho chính mình, mình không bị lây lan dịch Covid-19, mà mình còn bảo vệ cho người khác nữa. Lỡ mình hắt hơi, mình không kịp che lại là ok, coi như là nó sẽ lây lan rất là nhiều. Rồi chỉ một cái khẩn khoản là xin đi, hãy đi chích ngừa cái vaccine để ngừa Covid-19 thôi. Quý vị nhớ không? Ông Biden coi như là ông rạ họng luôn. Cứ coi như là đưa ra cái lời thuyết phục, năn nỉ, thậm chí là làm yêu cầu bắt buộc là phải làm điều đó. Nhưng mà cuối cùng người dân Mỹ một số vẫn chống đối và một số vẫn nói là vi phạm cái quyền tự do của người dân Mỹ, và họ than vãn rất là nhiều. Có lẽ không nơi đâu trên thế giới như ở nước Mỹ đây. Một mặt thì họ được những cái chính sách về an sinh xã hội, và một mặt thì người dân Mỹ vẫn rất than vãn rất là nhiều. Trở lại với cái chuyện Costco, chỉ có một cái hành động nhỏ đơn giản vậy để chặn lại một cái policy mà lúc mà bắt đầu mà trở thành thành viên á, quý vị phải ký một số cái điều khoản, trong đó là không có được share cái thẻ thành viên nè. Rồi quý vị đi vô cổng là phải show cho nhân viên thấy. Nhưng mà tưởng là cái điều đã được ký kết và khách hàng phải đồng ý rồi, và bây giờ người ta quay ra, người ta chỉ trích những nhân viên Costco. Ở trên Reddit á, vào cuối tuần vừa qua, người ta nhìn thấy là những nhân viên Costco đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ trong cái thời gian vừa rồi á. Họ nói là họ bị xúc phạm một cách nặng nề, thậm chí nhá, khách hàng chửi nè, rồi nhổ nước bọt vô nè, và làm đủ thứ mọi chuyện, trong khi những nhân viên đó chỉ là những nhân viên cấp dưới, rất là những nhân viên hạng xoàng thôi thưa quý vị. Họ chỉ đứng đó làm nhiệm vụ của mình, họ không phải là người đưa ra cái policy. Mà cái policy thì đã được đồng ý khi mà khách hàng quyết định trở thành thành viên của Costco. Và có một cái câu chuyện mà supervisor của một cái chi nhánh ở Costco họ kể là: tôi đã từng phải chặn lại một cái ông khách khoảng 70 tuổi. Ông nói là chúng tôi đang làm chuyện sai, là illegal, là ông ấy cần phải bước vô cái quầy bán thuốc của Costco. Chúng tôi không có được chặn lại vì ông ấy không có show cái thẻ thành viên. Và ông ấy còn dọa là con trai của ông ấy làm ở Bộ Tư pháp, cho nên đừng có lạng quạng, là ông ấy sẽ kêu con trai của mình là kiện Costco đó. Đó là những cái mà người ta thấy là rất là buồn cười. Một cái chuyện đơn giản nhưng mà đối với người Mỹ sao mà nó khó quá chừng thưa quý vị. Mà nhắc tới Costco, trước khi chuyển qua tin khác, Hoàng Vy nói thêm chút. Quý vị có để ý nữa là Costco, đặc biệt ở vùng Lido Sài Gòn này và những cái nơi mà đông người như Garden Grove chẳng hạn, là mỗi một người đi một cái thẻ thành viên, và thường là đi là cả nhóm 5-6 người. Chính một nhân viên Costco Garden Grove có nói với chúng tôi rằng coi đi ùn ào ực như là đi xem phim vậy đó, nhưng mà cái doanh thu mà họ thu được không có nhiều hết á. Tại một người đi cùng với nhiều người vô mua hàng không có bao nhiêu hết, mà toàn là đi thử đồ hoặc là đi dạo, đi ngắm. Có người còn vô đó còn tạo dáng chụp ảnh ở trong Costco nữa thưa quý vị. Cho nên cuối cùng là người ta, cái doanh thu người ta thu được thì không có nhiều, mà là chủ yếu là người dân vừa đi sắm, rồi vừa đi chơi, vừa đi dạo, rồi vừa ăn thử đồ ăn nữa. Mà một cái chính sách nhỏ là chỉ nộp cái thẻ thành viên thôi cũng là nên chuyện. Đó là câu chuyện ở Costco mà chúng tôi đọc được ở trên diễn đàn Reddit ngày hôm nay. Xin được chia sẻ với quý vị. Rồi chuyển sang một cái câu chuyện khác là ở Quốc hội của California. Vào hôm thứ Bảy vừa rồi á, ở Quốc hội ở California diễn ra một cái chuyện mà trò tranh cãi, và thậm chí là có cả những lớn tiếng rồi biểu tình của một nhóm từ những nhà lập pháp cho đến người dân da đen thưa quý vị. Họ nói rằng là cái
ở California, ông Gavin Newsom đã ký một cái dự luật lập ra một cái nhóm ứng phó để nghiên cứu tìm cách là bồi thường cho con cháu của những người nô lệ da đen năm xưa bị đối xử bất công. Và đã có hai cái dự luật gọi ở Thượng viện có tên là 1403 và 1331. Lẽ ra là phải đề ra một cái khoản tiền trả trực tiếp cho con cháu người da đen là nô lệ năm xưa. Nhưng mà bây giờ cái đạo luật nó thông qua ở California Quốc hội á, chỉ có nói gì? Chỉ có là đưa ra những cái lời xin lỗi đối với những gia đình nô lệ năm xưa. Rồi thậm chí là trả lại những miếng đất mà chính phủ đã lấy của những cái gia đình nô lệ như thế này. Và không có một cái khoản nào đề cập đến những cái khoản tiền mà trả cho con cháu của nô lệ hết. Và vì vậy, những nhà lập pháp trong cái tổ chức người da đen ở quốc hội, người ta giận dữ, người ta biểu tình. Người ta nói tại sao cái bill, cái dự luật đã được phát thảo, nhưng mà cuối cùng đem ra để bỏ phiếu. Thì tác giả của cái dự luật này, thưa quý vị, đã cho rằng là ông Stephen Bradford, thượng nghị sĩ ở bên phía đảng Dân Chủ. Ông nói rằng là họ không dám đem ra để bỏ phiếu vì họ sợ là có bỏ phiếu xong rồi chuyển đến bàn của thống đốc Gavin Newsom thì cũng bị phủ quyết à. Và cuối cùng bây giờ cộng đồng người Mỹ gốc đen đó ở California, họ nói rằng là vậy là trớt quớt, nó gần đi đến đoạn cái bước đường cuối cùng rồi, chỉ còn cái bước cuối cùng để thông qua để mà trả tiền cho những cái người da đen ở California, nhưng cuối cùng là không thông qua được. Ông Newsom thì ông chưa có bày tỏ ý kiến là ông sẽ phản đối hay là sẽ ủng hộ cho cái dự luật này. Chỉ có là vào hồi tháng 6, ông vừa ký một cái gói ngân sách cho tiểu bang á, là lên đến 298 tỷ đô la Mỹ. Thì trong đó có dành 12 triệu đô la Mỹ để mà cho cái chương trình mà xin lỗi những người gốc nô lệ như thế này. Nhưng mà cũng không nói rõ là 12 triệu đó là trả trực tiếp bằng tiền tươi cho con cháu của người nô lệ hay thông qua những cái chương trình nào khác. Và chính vì vậy cho nên một số nhà lập pháp họ sợ là bây giờ có đưa đến bàn ông mà ông phủ quyết thì cũng như không. Và chính vì lý do đó, thưa quý vị, mà một số nhà lập pháp, kể cả người dân người Mỹ gốc đen ở California hôm thứ Bảy vừa rồi, họ đã phản đối cái chuyện này không có được thông qua. Bởi vì California là tiểu bang đầu tiên mà lập ra một cái đội ứng phó nghiên cứu để mà bồi thường cho những người con cháu của nô lệ năm xưa. Sau đó New York và Illinois mới đi theo, thưa quý vị. Nhưng nó có chi tiết như thế này trước khi kết thúc chương trình. Những người Mỹ gốc đen, người ta phản đối về chuyện này, về dự luật không được thông qua. Họ tưởng là họ nhận được những cái tiền đền bù của Cali ở thời điểm này cho con cháu đã bị thiệt thòi rất nhiều vào năm xưa như vậy. Nhưng mà xa hơn, thưa quý vị, họ đã đưa ra một cái lời cảnh báo đối với ông Gavin Newsom nói riêng và đối với cả chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris nói chung. Họ đưa ra cái lời cảnh báo như thế này là như vậy, nếu như Gavin Newsom không thông qua cái chương trình này thì có thể họ sẽ không ủng hộ cho ông Newsom nói riêng, và thậm chí là họ không có ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris nói chung, bởi vì bà Harris đang rất cần những cái lá phiếu của cử tri da đen và cử tri của các nhóm thiểu số khác nữa, thưa quý vị. Nhưng cử tri da đen đang trỗi lên và đang ủng hộ bà ấy. Họ cảnh báo nếu như không thông qua những cái chuyện bồi thường như thế này thì họ sẽ quay xe không ủng hộ cho bà Harris nữa. Thì đó là một câu chuyện diễn ra ở Cali nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến dịch tranh cử liên bang vào tháng 11 sắp tới đây. Và Hoàng Vy xin phép trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và nhắc về chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, thì vào cuối tuần vừa rồi, quý vị biết là dân MAGA vẫn cảm thấy rất là ấm ức về cái cuộc phỏng vấn của bà Harris ở trên CNN. Chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị trong chương trình ngày thứ Sáu, họ so sánh là giữa cái cuộc phỏng vấn đầu tiên của cặp Harris và Tim Walz ở trên CNN thì có số người theo dõi 6.3 triệu người theo dõi, nhiều hơn so với cái cuộc phỏng vấn của ông Donald Trump và JD Vance ở trên đài Fox. Đó là một ý. Nhưng mà dân MAGA thì người ta chê ròng rã cái cuộc phỏng vấn của bà Harris. Họ cho nó là boring, giống như ông Trump nói nó boring, nó không có chi tiết gì mà kịch tính hết á. Và bất chấp những cái mà chê trách của bên phía ông Trump thì cái cuộc phỏng vấn này nhiều người cho rằng đúng, nó không có nhiều kịch tính, nhưng mà nó an toàn.
nó an toàn, và bởi vì nước Mỹ hiện nay đó sau qua rất nhiều những cái biến cố như vậy, liệu là họ muốn một cái vị tổng thống để dẫn dắt nước Mỹ một cách ổn định, một cách an toàn, hay là muốn những cái nhân vật mà lãnh đạo nước Mỹ một cách gây sốc và cái sự hỗn loạn? Điều đó nó phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của cử tri Mỹ. Nhưng mà vào hôm Chủ nhật á, thì dân MAGA lại tiếp tục tấn công vào cái cuộc phỏng vấn này. Và họ nói là bây giờ họ đưa ra cái thông tin cho là CNN á, đã rất là thiên vị bà Harris. Và sau khi mà phỏng vấn xong á, thì họ cắt tỉa, gọt, cắt ghép làm sao đó để mà cuộc phỏng vấn nó trơn tru, nó hoàn hảo, nó không để tì vết nào hết á. Và mặc dù không có bằng chứng gì để chứng minh cho cái lời cáo buộc này, nhưng mà họ nói rằng lẽ ra cái cuộc phỏng vấn ban đầu là dài 41 phút, nhưng sao cuối cùng phát sóng còn có 27 phút à? Vậy là có cắt ghép đúng không? Và một lần nữa chưa biết là chưa rõ là vì sao những fan MAGA dựa vào đâu để đưa ra cái lời cáo buộc như vậy. Nhưng mà xin nhắc rằng là cựu Tổng thống Trump và J.D. Vance, phó tướng của ông, xuất hiện lần đầu tiên khi cả hai tuyên bố chính thức là liên danh để tranh cử đó, thì xuất hiện trên Fox News, rồi cũng là thu trước và sau đó là phát sóng sau chứ không có thu trực tiếp. Bởi vì CNN và Fox News họ đều nói rằng với những cái cuộc phỏng vấn mà mang cái yếu tố quan trọng như thế này thì họ không muốn là thu hình trực để phát trực tiếp, mà phải là thu trước rồi phát sóng lại. Thì không biết là lý do gì mà bên phía MAGA cho là CNN đã cắt ghép chỉnh sửa để giúp cho cuộc phỏng vấn của bà Harris nó hoàn hảo hơn. Giống như những cái sự chỉ trích gần đây, thưa quý vị, ông Trump và cả fan MAGA đang cố gắng là đưa ra rất là nhiều những cái điểm mà cho rằng là bà Harris và ông Walz là nói dối. Ví dụ như quý vị nhớ là bà Harris á, khi mà bà trong cái đại hội đảng Dân Chủ toàn quốc á, là bà hay nhắc về cái yếu tố là bà đã từng làm cho McDonald's trong cái thời gian mà bà đi học college. Và chính ông Bill Clinton, ông cũng cười, ông nói vui là bà Harris là bà hơn tôi chỗ nghe, là bà làm ở McDonald's cái thời gian nhiều hơn tôi. Nhưng mà bên phía ông Trump và MAGA thì cho là bà nói láo, bà nói xạo, làm gì có chuyện mà bà làm cho McDonald's. Hãy nhìn lại những cái resume khi mà bà vừa tốt nghiệp high school, tốt nghiệp đại học, rồi bà đi apply cho một cái vị trí thư ký ở trong văn phòng công tố quận á. Bà có đề cập một chi tiết nào là đã từng làm cho McDonald's trong cái resume của mình không? Tại sao bây giờ đi tranh cử tổng thống rồi bắt đầu nói là tôi đã làm cho McDonald's, để muốn nói rằng xích lại gần hơn với tầng lớp lao động và tầng lớp middle class ở trong nước Mỹ ư? Thì quý vị cũng giống như cái chi tiết ông Trump vừa qua đã lật lại cái chuyện là ủa sao lâu nay trước giờ bà Harris nói là bà da màu, sao tự nhiên giờ đi ra tranh cử trở thành da đen để mà thu hút lá phiếu của cử tri da đen đúng không? Thì đó là những lời cáo buộc của bên phía MAGA. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một cách vô cùng đơn giản thôi, thưa quý vị. Quý vị, nếu như trong cái thời bây giờ quý vị có thể là những CEO, hay quý vị có thể là thầy giáo, cô giáo, là bác sĩ, hay bất kỳ một người mà có một cái nghề nghiệp professional nào đó đó, khi mà quý vị nộp đơn để xin vào cái công việc đó, quý vị có liệt kê ra những công việc thời vụ, những cái công việc tạm thời mà làm ở trong lúc mà nghỉ hè hay là trong lúc mà đi học college hay không? Rất nhiều người đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Họ nói nếu vậy thì tôi cũng nói láo giống bà đó. Tại vì tôi bây giờ tôi làm kỹ sư, tôi làm bác sĩ, nhưng mà khi đi xin việc thì tôi đâu có liệt kê ra những cái công việc mà tôi đi bán nước ở tiệm, ở rạp chiếu phim hay là làm ở McDonald's chi? Bởi vì những cái chuyên gia về tìm việc làm, họ luôn luôn khuyên những cái ứng cử viên á, làm sao mà viết một cái resume, một cái bản lý lịch á, mà nó ngắn gọn, cô đọng, súc tích, và chỉ liệt kê những cái công việc liên quan, những cái kỹ năng liên quan tới cái công việc mà mình đang tuyển dụng. Không thể nào ghi vô cái lý lịch rằng á, em tình trường của em á, là em có một hũ là đi thu thập những cái trái tim tan nát của mấy cô gái khác, hay là em đã bị thất tình bao nhiêu lần, hay là em đã từng đi phục vụ bàn ấy. Họ, những cái chi tiết đó nó không liên quan trong lý lịch để mà xin vào công việc thư ký của văn phòng công tố, thưa quý vị. Thì đó là một số những cái điểm mà MAGA đang chỉ trích bà Harris và cho rằng bà là nói dối là như vậy. Rồi, đây là cái điểm quan trọng hơn. Trong cái đại hội đảng Dân Chủ toàn quốc và trong cái cuộc phỏng vấn ở trên CNN, bà Harris đã nhấn đi nhấn lại về nhiều lần về những cái chương trình bà ứng phó và giải quyết vấn đề về lạm phát và vấn đề đối với nền kinh tế của nước Mỹ. Như là ví dụ như là nếu là bà tổng thống, một lần nữa cho phép Hoàng Vi nhắc lại, bà sẽ chỉ định cho Bộ Thương mại, rồi Bộ trưởng Tư pháp
thậm chí là ở tiểu bang nữa, yêu cầu là hãy điều tra và vịnh những cái tập đoàn nào mà tham lam vô đối, nâng giá quá mức để làm đầy túi tiền của mình, mà nó không có dựa vô một cái yếu tố khách quan gì của thị trường hết á. Nói một cách đơn giản, đưa ví dụ dễ hiểu. Quý vị, cái tập đoàn Kroger là quản lý những cái khu chợ như là Albertsons, như chợ Ralph. Nếu quý vị là người dân Mỹ sẽ biết. Thì một trong những lãnh đạo mà phụ trách cái department về giá cả của cái khu chợ của tập đoàn này đó, trong cái tuần vừa rồi nè, vừa đưa ra một cái lời thú nhận phải nói là bom tấn. Họ thừa nhận rằng là họ đã nâng giá trứng và sữa, là một trong những cái mặt hàng thiết yếu đối với người dân Mỹ mỗi ngày đây nè. Họ đã nâng giá cao quá cái mức lạm phát của thị trường. Có nghĩa là lạm phát là một chuyện, mà họ muốn nâng giá theo cái mức mà họ cho là có thể là đẩy cái lợi nhuận của họ lên cao. Và chính cái chuyện này, quý vị nhớ, ông Tổng thống Biden cũng đã từng than phiền. Ông cảm thấy frustrated, ông giận dữ. Bởi vì trước đây thì nói là ok, vì COVID-19 nó đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất. Khi mà vận chuyển cái nguyên liệu sản xuất không được thì giá thành của sản phẩm nó bị đẩy lên. Mà cung á, mà bị giảm so với cầu thì chắc chắn là giá thành sản phẩm sẽ đẩy lên. Nhưng mà bây giờ COVID đã qua rồi, những cái chuyện mà vận tải logistics á, nó đã bình thường trở lại rồi. Nhưng các khu chợ một khi đã lên giá thì họ không xuống giá lại. Họ nại ra nhiều lý do để mà họ lén nâng giá cứ mỗi thứ chút. Và cuối cùng là người dân Mỹ bị thiệt thòi, thưa quý vị. Và người dân Mỹ thì vẫn chỉ trích và nói là đi chợ thấy giá vẫn cao so với trước. Đi đổ xăng thấy giá vẫn cao so với trước. Và họ đổ trách nhiệm cho chính phủ liên bang. Cho chính phủ của ông Biden phải chịu trách nhiệm về việc này. Cho nên là bà Harris và kể cả ông Trump đều hiểu rằng cái tâm tư của cử tri khi mà ra phòng phiếu để quyết định trên lá phiếu của mình thì sẽ có vấn đề gì? Thứ nhất là về kinh tế và thứ hai là di dân. Cho nên đây là hai điểm mà cả hai bang bệ tranh cử đều hướng tới. Bà Harris thì đưa ra rất nhiều những chương trình ví dụ đó, thì nói làm sao để ứng phó với chuyện lạm phát kéo giá xuống, rồi đối với khủng hoảng về nhà ở thì cung cấp cho những người mua nhà lần đầu tiên $25,000, rồi xây dựng thêm, giúp cho những cái công ty mà xây nhà có thêm nhiều cái credit để mà hỗ trợ họ, để họ đầu tư, họ xây nhà, ví dụ như vậy. Bà nói rất là nhiều về những cái chương trình hành động. Bên phía ông Trump á, thì chỉ cần có một câu duy nhất thôi để hỏi cử tri Mỹ. Quý vị thấy 4 năm qua, cái đời sống quý vị á, nó tốt hơn hay nó xấu hơn so với thời của Trump? Và quý vị biết cái câu trả lời của MAGA là gì rồi? Trời ơi, tệ lậu lắm. Cho nên có nhiều chuyên gia về tranh cử họ mới nói như vậy nè. Mặc cho những cái con số nó không biết nói dối, nó phơi bày ra những cái dữ liệu như thế này nè, về lạm phát, về thị trường lao động, về giá thành sản phẩm. Mặc cho những cái thực tế đó, và mặc cho chính phủ trước đây là ông Biden, rồi bây giờ là bà Harris ra đứng cái của cuộc tranh cử này, cố gắng thuyết phục người dân về cái chuyện là nền kinh tế của nước Mỹ đang hồi phục so với nền kinh tế của thế giới, thưa quý vị, đều đang lắc lư chao đảo vì lạm phát. Nhưng mà cử tri có vẻ như không có quan tâm. Họ không có quan tâm về chuyện này. Vào tháng vừa rồi, những cái cuộc thăm dò của ABC, nè, của Ipsos nè, đều nói rằng ông Trump dẫn trước bà Harris 10 điểm trong cái vấn đề về kinh tế. Họ cho là ông Trump mà quản lý về kinh tế là tốt hơn. Rồi khi mà bà Harris vô cuộc chơi, bà đi vận động, rồi nói chung là rồi thực hiện đổ bơm rất nhiều tiền để mà cho những cái mẫu quảng cáo để nói về kinh tế. Nhưng rồi cuối cùng sao? Sau một tháng, thưa quý vị, thăm dò, ông Trump dẫn trước 9 điểm về vấn đề kinh tế. Tức là đối với một số cử tri, họ vẫn cứ tin rằng ông Trump là tỷ phú thì ông sẽ quản lý về kinh tế tốt hơn so với bà Harris, thậm chí là trước đây là ông Biden. Rồi cái bản thăm dò gần nhất là của Bloomberg and Morning Consult. Họ nói là ông Trump về vấn đề này dẫn trước bà Harris là 8 điểm. Có nghĩa là gì? Một cái phân tích của CNBC họ nói rằng bất kể những cái sự thuyết phục nào đi chăng đưa ra chăng nữa, thì những cái nhóm cử tri MAGA và đặc biệt nói riêng và người dân Mỹ, họ vẫn có một cái cảm giác là nền kinh tế của nước Mỹ hiện đang không tốt hơn. Vì sao vậy? Là đơn giản đó là điều mà họ cảm thấy. Mặc dù nó có những yếu tố như hồi nãy Hoàng Vy thưa,
về khách quan, về chủ quan, về các cái khu chợ họ vẫn tiếp tục nâng giá, họ không giảm giá như thế này. Cho nên cái vào tháng 8 đây thưa quý vị, CNBC họ nói đó, 57% cử tri được hỏi, họ vẫn cho là nền kinh tế đang đi theo cái hướng rất là tệ. Chỉ có 25% cử tri họ cho rằng là nền kinh tế đang rất là lạc quan. Như vậy có nghĩa là gì? Nãy giờ Hoàng Vy trình bày những cái bản thăm dò, những cái kết quả. Để có nghĩa là gì? Những cái chuyên gia về bầu cử đó, những cái chiến lược gia họ nói, vậy thì thay vì cứ phải đi phân trần, cứ phải nói hoài về cái chuyện nền kinh tế, nó đang như vậy đó, lạm phát nó đang giảm. Nó giảm từ tháng 6 của năm ngoái là 8.1%. Bây giờ nó xuống còn có 2.9%, thị trường lao động là như thế này, như thế kia, và Mỹ đứng đâu ở trên cái bản đồ nền kinh tế toàn cầu. Nhưng mà người dân người ta cảm thấy không có thuyết phục. Vậy thì thôi, theo nhiều chuyên gia bầu cử nói, thay vì cứ phải nhấn đi nhấn lại cái chuyện kinh tế, thì chiến dịch tranh cử của Harris hãy cũng phát triển song song những cái thông điệp về vấn đề khác, ví dụ như là di dân, ví dụ như là về cái quyền tự do của con người, và đặc biệt là cái sự bình ổn, cái sự mà ổn định, cái sự cái tinh thần thượng tôn luật pháp, cái nề nếp của nước Mỹ, hơn là cứ tập trung thuyết phục người dân về kinh tế, bởi vì đơn giản là họ sẽ không cảm thấy thuyết phục về điều đó. Đó là một cái ý kiến mà Hoàng Vy đọc được ngày hôm nay. Họ nói rằng đừng có chăm cứ đánh mạnh vào kinh tế nữa. Và Nhân nói về di dân cũng là một trong những cái vấn đề mà người dân Mỹ rất quan tâm đó. Thì những cái tin tức gần đây quý vị biết là số di dân mà đến biên giới đã giảm, bởi vì một trong những cái chuyện là ông Biden đã đưa ra cái sắc lệnh hành pháp là cứ quá 1.500 người là đóng cửa biên giới và thực hiện những cái chuyện mà trục xuất rất là nhiều. Kể cả ông Trump và kể cả bên phía Dân Chủ đều chủ trương rằng nếu mà di dân bất hợp pháp mà vào một cách quá nhiều như thế này thì nước Mỹ sẽ có những cái biện pháp cứng rắn hơn để đẩy di dân ngược trở qua biên giới. Nó dẫn đến ngày hôm nay, ông Tổng thống Mexico là ông Obrador đã lên tiếng kêu gọi Mỹ là đừng có chính trị hóa biên giới nữa, đừng có quân sự hóa biên giới nữa và đừng có xây dựng bức tường biên giới nữa. Trước đây là ông Trump và bây giờ là bà Harris, bà nói là nếu mà làm tổng thống, bà thông qua cái dự luật về di dân mà đã được lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ phát thảo đó, trong đó có nhiều cái giải pháp giúp cho lực lượng biên giới, giúp cho tòa di trú, nhưng mà kể cả cái chuyện là xây dựng một cái khoảng tường biên giới, tiếp tục cái dự án gian dở của ông Trump đó. Ông Tổng thống Mexico nói đừng có quân sự hóa và chính trị hóa cái biên giới giữa hai nước, thay vào đó là hãy đầu tư mạnh hơn vào các nước Mỹ Latin, giải quyết tận gốc rễ những cái vấn đề là vì sao mà người dân ở những nước đó họ sống không có được mà họ phải đi qua Mexico để tìm đường vào nước Mỹ, và thậm chí là băng rừng lượt suối, rồi thậm chí là bị hãm hiếp, thậm chí là có thể bỏ mạng ở trên cái đoạn đường đi như thế này. Thì Mexico nói là bây giờ đó, ngay cả nước này đang khai triển một số những chương trình xã hội tại những cái nước như là Guatemala, Honduras, rồi Venezuela, Colombia và Cuba chẳng hạn, để mà hỗ trợ những người dân của nước này cải thiện cuộc sống, là họ không có tìm cách mà họ rời bỏ xứ mà họ đi. Thì ông Obrador là tổng thống của Mexico, ông nói rằng đây mới là cái giải pháp căn cơ. Bởi vì bao nhiêu bức tường biên giới mà có dựng lên á, mà người dân người ta không có sống được ở quê nhà, họ bị băng đảng nè, họ bị nghèo đói nè, rồi họ bị những cái thiên tai nè, mà không có được những cái hoạt động cứu trợ đó, thì kiểu gì họ cũng bỏ xứ, bất chấp là có thể bỏ mạng trên đường, họ vẫn tìm mọi cách vượt rừng, băng suối và băng qua những cái bức tường biên giới. Mà nếu băng không được thì họ đào những cái đường hầm để họ chui qua, với cái hy vọng là tìm được một cái tấm vé trong nước Mỹ. Đó là lời kêu gọi của ông Tổng thống Mexico về vấn đề di dân, thưa quý vị. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.